Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em vừa đi đăng ký một chiếc Toyota Camry 2.5Q về, nên là cũng tiện video này xin phép làm video giới thiệu cho anh chị về dòng xe Camry cũng giá bán mới của tháng 5 năm 2022. Thì chiếc xe này là giá biển LD, giá biển liên doanh ấy. Thì Camry thì được phân phối thị trường Việt Nam vẫn là với nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và với 4 phiên bản là 2.0 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Giá mới của phiên bản của các phiên bản đều được thay đổi ở tháng 5 2022. Lần lượt các phiên bản thì sẽ có giá lần lượt như sau. Với phiên bản là Camry 2.0G phiên bản nhập Thái thì có giá niêm yết là 1.070.000.000. Còn phiên bản tiếp theo là phiên bản Camry 2.0Q có giá niêm yết là 1.185.000. Còn phiên bản trước mặt chúng ta đây, màu Camry 2.5Q thì có giá niêm yết là 1.370.000. Và phiên bản cao cấp nhất là phiên bản 2.5HV phiên bản xăng điện ấy, thì có giá niêm yết là 1.460.000.000. Thì trước mắt chúng ta đây là một phiên bản 2.5Q màu đen, nội thất đen. Thì ở phiên bản này thì anh chị có các phiên bản có những cái lựa chọn về màu ngoại thất như là màu trắng này, màu đen, màu đỏ, thì đa số là sẽ là màu, chủ yếu sẽ màu đen và màu đỏ là chủ yếu. Còn cái nội thất thì sẽ được hai lựa chọn là màu be và màu đen. Thì anh chị thấy sẽ là cái nội thất của chiếc xe này là màu đen. Anh chị xem có một chút về nội thất nhé. Ở phiên bản mới này thì đặc biệt ở Camry tất cả phiên bản đều được tinh chỉnh là về hộp số cũng như là về máy móc, nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu chỉ có 7,09 lít trên 100 cây đường hỗn hợp mà là máy 2.5Q. Ở phiên bản 2022 này thì xe được nâng công suất nhưng mà lại tiết kiệm hơn phiên bản cũ. Trên xe được trang bị hàng loạt những cái tính năng như là phanh tay điện tử này, rồi giữa làn đường cảnh báo tiền va chạm, rồi loa JBL, màn hình JBL. Em sẽ bật màn lên cho anh chị xem. Cửa sổ trời. Hai phiên bản được đánh giá là sẽ có lượng mua nhiều nhất là bản 2.0Q và 2.5Q ở trước mắt chúng ta đây. Còn phiên bản 2.0G thì cũng ít được sự lựa chọn, bởi vì là với cái chênh lệch ấy, mà cái với số tiền chênh lệch mà cái bản 2.0Q nó có những cái trang bị hơn rất nhiều. Đầu tiên là về cam 36, cái cảnh báo làn đường này, cảnh báo tiền va chạm giữ làn, rồi về màn hình, về cửa sổ trời, mọi thứ đều hơn. Còn về so sánh với phiên bản 2.0Q và 2.5Q thì nó hai bản chỉ khác nhau về máy thôi, còn về option về thì như nhau. Nên hai cái phiên bản này là hai phiên bản được ưa chuộng nhất. Còn cái về cái phiên bản xăng điện thì bên em cũng ít về thôi, nên là nó chỉ dành cho những cái tệp khách hàng đặc biệt. Cái dòng xe đấy thì rất hay, tuy nhiên là cái lượng xe về nó không được nhiều, và với cái nhu cầu của cái thị trường Việt Nam vẫn đang một chút e dè về cái máy điện này, nên là cái lượng mua nó cũng không nhiều và lượng về cũng không nhiều. Về cái chính sách trả góp thì bên em hỗ trợ đến cho cái xe Camry tất cả phiên bản lên đến 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa lên 7 năm. Nên là nếu mà anh chị ở cái phiên bản 2.5Q này thì chỉ cần trả trước 20% của số tiền là 1.370.000.000 là 274.000.000, là anh chị có thể mang chiếc xe này xuất hóa đơn về, cộng thêm chi phí thuế này, cộng chi phí đăng ký đăng kiểm, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 450.000.000, cả phụ kiện, cả bảo hiểm, cả thuế, là anh chị có thể mang chiếc xe này về rồi. Còn nguyên tắc, nguyên lý rồi các cái công thức tính của các phiên bản kia cũng như vậy. Thì nếu anh chị nào cần cái xe thời điểm này, cái xe nhập khẩu Thái thì cái lịch xe nó cũng không được về sớm. Nếu mà anh chị nào cần em tư vấn thêm về màu sắc này, về các cái phiên bản thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.